Ok, chào mừng các bạn đến với channel Ngọc Automation. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái hệ thống là hệ thống cho máy kích nổ hạt nhựa, điều khiển giám sát hệ thống máy kích nổ hạt nhựa trên Guinichi và POCS7300. Thì ở đây có các cái video hướng dẫn các bạn từ đầu đến cuối, từ tập 1 cho đến tập 7. Và đầu tiên mình xin open mở cái video này để xem. Đây chính là cái nội dung của cái hệ thống điều khiển và giám sát máy kích nổ hạt nhựa, kích nổ chứ không phải là kích nổ, đúng nhỉ, trên Guinichi và POCS7300. Thì mình open cái file Guinichi luôn. Trước hết là tắt cái bài runtime của bài trước đó. Mình tắt cái runtime bài trước. Ok, mình open. Máy kích nổ hạt nhựa Guinichi ở đây, đúng không? Ok, open ra. Thì cái đề tài này thì bao gồm: thứ nhất là phải chạy S7300, thứ hai là phải chạy Guinichi, thứ ba là video hướng dẫn, còn thứ tư là file thuyết trình, file Word, file giải trình, giải thuyết cho cái nội dung lập trình đấy. Và thứ tư là input output, tức là bảng thống kê mình nhớ vào ra. Thì quan trọng là các cái video hướng dẫn này này, từ tập 1 là thiết kế Guinichi 1 này, tập 2 thiết kế Guinichi 2, tập 3 là lập trình S7300, tập 4 cũng vậy, lập trình S7300, tập 5 là kết nối Guinichi với POCS7300, tập 6 là hướng dẫn mô phỏng, và tập 7 hướng dẫn mô phỏng, cũng hướng dẫn mô phỏng. Tức là cái bài này nội dung hơi nhiều, nhưng mà các bạn xem từ tập 1 đến tập 7 là có thể hiểu hết được cái phương pháp lập trình của cái bài toán này. Ok, graphic designer thì các bạn open picture lên. Chỉ có một cái picture duy nhất, đây chính là giao diện điều khiển. Thì máy kích nổ hạt nhựa thì được sử dụng trong cái ngành công nghiệp sản xuất nhựa hay là sản xuất sợi gì đó. Bởi vì các bạn là bên lập trình cho nên các bạn không quan tâm nội dung ứng dụng của nó như thế nào. Các bạn chỉ cần biết nguyên lý làm việc và thuật toán như thế nào là có thể viết chương trình cho cái hệ thống điều khiển rồi. Và ở đây là tên đề tài là điều khiển giám sát máy kích nổ hạt nhựa trên Guinichi và POCS7300. Ok, ở đây có các cái mô phỏng này. Mô phỏng đây, kilogram là mô phỏng cái trọng lượng của cái liệu. Thứ hai là nhiệt độ, là nhiệt độ ở trong cái buồng kích nổ hạt. Và thứ ba là áp suất. Áp suất là sao? Áp suất cũng nằm trong cái buồng này luôn. Tức là đạt được áp suất bao nhiêu và nhiệt độ bao nhiêu trong thời gian bao nhiêu. Ngoài ra thì khi mà các bạn kích nổ xong thì khuấy đến hệ thống khuấy sàng. Ở đây có động cơ khuấy sàng. Và sau khi mà khuấy sàng xong thì có thể các bạn quạt thổi. Ở đây quạt thổi cái hung khô cái hạt nhựa này. Và ngoài ra còn có lò hơi, rồi là máy nén khí. Lò hơi mục đích là cấp nhiệt cho cái bồn kích nổ hạt nhựa thôi. Và van chân không là hút hơi ẩm, vân vân. Thì ở đây mình chạy S7300 lên. Open step 7. Ở đây mình open sẵn rồi, không cần các bạn chờ đợi nữa. Ok, và link đến cái file chạy cho S7300 thôi. Chỉ cần runtime lại. Máy kích nổ hạt nhựa, đúng không nhỉ? S7300, rồi kích vào.
Và ở bên S7-300 thì có các cái pha chạy như thế này. Có các cái block, thứ nhất là OB1 là chương trình chính, FC1 chương trình tự động, FC2 chương trình bằng tay, FC3 là chương trình gì đó, thì các bạn cần phải vào symbol để xem. Ok, link đến cái FC này. FC đâu? FC1 là chương trình tự động, FC2 chương trình bằng tay, FC3 là khối scale, cảm biến analog, tức là scale giá trị của cảm biến analog. Và khối FC4 là đưa ra cái giá trị PIVK. Ok, mình không giới thiệu nhiều, tại vì hơi mất thời gian cho nên mình chạy luôn cho các bạn xem. Bạn nào cần file S7-300 hay là file Winici thì cứ liên hệ Ngọc Automation. Ok, và chuyển sang chế độ RAM. Rồi, bạn xếp lại và bắt đầu RAM. Nguyên lý RAM của cái hệ thống này như thế này. Chờ một chút nó chạy runtime đó. Máy kích nữ hạt nhựa tương đối là hay. Cái này mình cũng mới gặp thôi, không biết là nguyên liệu nó sản xuất ra như thế nào. Ok, và đây chính là cái giao diện. Giao diện điều khiển thì ban đầu ở đây có mô phỏng, nút ấn mô phỏng đến WinDC, nút ấn Start Stop Auto Menu mô phỏng đến WinDC. Ok, và các cái thanh trượt. Đấy, thanh trượt lên xuống kg, độ C và 3. Đấy. Và đầu tiên mình start nhé. Sau đó, sau khi mà start ấy, thì các bạn chọn có cần mô phỏng đến WinGC hay không. Bởi vì ở đây mình không sử dụng PLC thật và hệ thống không có gì cả, mình muốn mô phỏng đến WinGC thì là các bạn chỉ cần kích vào mô phỏng WinGC. Ok, và cái nút ấn này là sáng lên, tức là các bạn bây giờ là đang điều khiển trên WinGC và mô phỏng trên WinGC luôn. Và sau đó là đặt số mẹ nếu các bạn sử dụng chế độ auto, tức là đặt số mẹ cần sản xuất. Mình đặt là 5 mẹ đây. Và kích vào chế độ auto. Khi mà auto thì nó bắt đầu làm việc. Auto thì cái van này nó làm việc, van cấp khí này, van cấp nhiệt này. À, trong bao nhiêu cái van cấp khí này làm việc trong 5 giây. Van này nó phải đạt được nhiệt độ bao nhiêu đấy. Thì sau khi mà cấp nhiệt thì nhiệt độ phải đạt được bao nhiêu là bắt đầu nó cấp liệu. Cấp liệu và yêu cầu các bạn là cần phải đạt được bao nhiêu kg, 7 kg. Trên 7 kg thì nó bắt đầu mở van. À, trên bao nhiêu đây? À, bao nhiêu nhỉ? À, cái này chưa. Tức là cấp liệu trong thời gian bao nhiêu giây đấy là được. Rồi, ở đây mình mô phỏng đang bị mình hình như là mình đang quên cái bước nào. Mình mô phỏng lại nhé, tại vì tương đối là lâu rồi mình quên cái các bước mô phỏng này. Stop lại, start, mô phỏng 5 auto. Đó. Và nhiệt độ đạt được thì nó tắt cái van này, nhiệt độ bao nhiêu thì nó đạt được. Đấy. Và áp suất bao nhiêu? Áp suất thì không cần đúng không nhỉ? Trọng lượng bao nhiêu? À đúng rồi. Tức là trọng lượng đạt được tầm trên 70 kg, bên bao nhiêu kg đó thì nó dừng cái động cơ cấp liệu. Ở đây có cái lốt treo cân cân trọng lượng. Và sau thời gian bao nhiêu thì nó mở van này. Đúng không nhỉ? À mình nhớ ra rồi. Ok. Và đây yêu cầu là các bạn cần phải đạt áp suất bao nhiêu thì van cấp nhiệt mới tắt. Mình tăng áp suất lên. Đấy, van cấp nhiệt tắt. Và động cơ khuấy bắt đầu làm việc. Nó chờ, động cơ khuấy nó cảm biến đủ liệu. Động cơ khuấy tương ứng với cảm biến đủ liệu thì cái van này, cảm biến định lượng, cảm biến đủ liệu đấy, thì cái van bậy bắt đầu xạ. Đồng thời động cơ khuấy làm việc và van chạm vào cái buồng hút chân không.
Cuốn hút chân không này nó sẽ làm việc khi mà van này xả xong. Đây đây là cảm biến dữ liệu. Cảm biến này thì 01 thôi. Van V7 xả xong thì buồn hút chân không nó làm việc. Đấy. Chân không nó làm việc. Và sau thời gian bao nhiêu giây đó, mặc định bao nhiêu giây đó thì nó bắt đầu xạo van 8. Hệ thống bắt đầu xạo van 8 đúng không nhỉ? Và van 8 nó cũng như vậy. Tầm 40 giây. Sau 40 giây thì nó bắt đầu là tác động động cơ khuấy sạc. Đồng thời là quạt thổi, nó xi lộ ụ. Thổi hạt nhựa vào cái xi lộ ụ thôi. Khi mà thổi xi lộ ụ rồi thì nó đã sản xuất được số mẹ là bao nhiêu và quá trình lặp lặp lại. Đây các bạn cứ giờ xem thế nào. Làm mà động cơ khuấy sạc. Sau khi động cơ khuấy sạc làm việc thì quạt thổi bắt đầu thổi. Trong thời gian bao nhiêu giây đấy. Ở đây là chọn 40 giây. Tức nó đếm ngược. Thời gian ở đây là 40 giây. Còn nhớ điều đó. Và các cái nhiệt độ này, rồi áp suất này, trọng lượng này, thường thì nó lấy từ các cái lốt xe. Lốt xe trong chương trình S7300. Nhưng mà bởi vì các bạn mô phỏng lên VGC cho nên là các bạn các cái thông số mô phỏng là cần phải trượt. Đấy. Quạt thổi đang đang thổi đúng không nhỉ? Đang thổi cái hạt nhựa từ cái khuấy sàng này vào cái xi lộ ụ. Xích lộ ụ. Khi mà cái thằng này thổi xong thì các bạn đã sản xuất được một mẹ rồi. Và tương ứng với bạn bao nhiêu đặt bao nhiêu mẹ thì là hệ thống sẽ sản xuất cho bạn từng đó mẹ. Được không? Cần bao nhiêu thì hệ thống sản xuất từng đó. Và quá trình hoàn toàn tự động. Không cần công nhân tác động. Đấy, quá trình này lặp lại rồi. Đúng không nhỉ? Và đạt áp suất thôi. Khi mà áp suất đạt rồi đấy, thì nó xạ van này. Và các bạn nên xem một chút về cái khối scale. Ở đây là khối scale đâu nhỉ? Khối scale FC3 đúng không? Đấy. Thì các cái thông số áp suất là nó được mô tả ở đây, nhiệt độ này. Rồi áp suất này và trọng lượng là bao gồm ba khối scale đọc về từ PIVK nhưng mà ở đây mình không sử dụng PIVK. Đây, PIVK đây. Đó. Đưa PIVK vào MIVK. Đưa các thông số PIVK đọc về vào MIVK. Cảm biến đủ liệu. Đấy. Thì chương trình làm việc cứ tương tự như vậy thôi. Cũng không khó lắm. Đúng nhỉ? Và chương trình cứ lặp đi lặp lại và mình thử chế độ bằng tay nhé. Start, mô phỏng WinDC và chế độ menu. Chế độ menu thì các bạn kích vào cái thiết bị nào thì nó bật cái thiết bị đó. Đấy. Kích vào thiết bị nào thì hệ thống sẽ bật thiết bị đó cho bạn. Đúng nhỉ? Wow. Bây giờ rất chi là đẹp rồi, đúng không? Mình mô phỏng lại, chụp lại. Ok, đây chính là cái chế độ bằng tay. Và tắt, tắt thì kích lần nữa là nó tắt thôi. Hệ thống tắt thiết bị cho bạn. Cần tắt thiết bị nào thì tắt thiết bị đó. Tương tự vân vân. Đây chính cái là cái nội dung mà điều khiển giám sát máy kích nửa hạt nhựa. Và quan trọng nhất là các cái video hướng dẫn này. Đấy. Các cái tập video hướng dẫn. Bạn nào mà lấy video thì liên hệ mình để lấy. Ok.
Xong rồi, cái bài giới thiệu hôm nay xong rồi. Chào các bạn.